cùng Acer Fire Trainer đi tìm hiểu lợi ích của việc di view sản phẩm qua video và live stream trực tiếp. Những video giới thiệu sản phẩm chất lượng cao. Chuyên nghiệp luôn là sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp. Đặt vị trí mình là một người khách hàng, rõ ràng chúng ta cũng sẽ thích việc tự mình nhìn ngắm. Đánh giá và trải nghiệm hơn là chỉ xem một bức ảnh. Dưới đây sẽ là những lý do để doanh nghiệp lựa chọn video quảng bá sản phẩm cho chiến dịch marketing của mình. Video giới thiệu sản phẩm được xây dựng từ những hình ảnh sinh động đẹp mắt kèm theo những âm thanh, những đoạn nhạc bắt tại video giới thiệu sản phẩm online đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thương hiệu cá nhân đến với người dùng dựa trên hầu hết các nền tảng phổ biến hiện nay: iOS, Android, Windows Phone và khả năng lan truyền lên trang mạng xã hội như Blog, Facebook, Twitter, YouTube hiện nay, chúng ta đều biết rằng số lượng người dùng trên các trang mạng xã hội rất lớn do đó Video giới thiệu sản phẩm là công cụ quảng bá sản phẩm một cách nhanh chóng nhất đến nhiều người dùng chỉ trong một thời gian ngắn chỉ cần video của bạn đủ hay đủ hợp thời ý nghĩa thì chắc chắn bạn sẽ nhận được sự lan tỏa kỳ diệu từ chính những khách hàng. người dùng mạng xã hội rõ ràng video quảng cáo sản phẩm là một dạng thức quảng bá mang tính sáng tạo rất nhiều so với tiếp cận thông tin bằng poster Brochure hay bài viết quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm mang lại cho người xem nhiều trải nghiệm chân thực với sản phẩm nhất. Với video giới thiệu sản phẩm, người thực hiện có thể phát huy hết khả năng và thỏa sức với không gian sáng tạo, truyền tải những ý tưởng đến người xem với nội dung sâu sắc nhất bằng hình ảnh. Âm thanh sinh động, tạo cảm giác trực quan sinh động, thu hút người dùng dễ dàng hơn. Livestream review sản phẩm được xem là một công cụ vô cùng quan trọng để hoàn thiện chiến lược marketing cho nhiều doanh nghiệp. Review có ý nghĩa là đánh giá, quan điểm mang tính chủ quan của người đưa ra quan điểm đó đối với một sản phẩm hoặc một dịch vụ bất kỳ. Khi muốn mua một món mỹ phẩm, ăn một nhà hàng hoặc đi du lịch ở một địa điểm, chúng ta thường phải xem các review của những người đã sử dụng qua các sản phẩm. Dịch vụ đó những đánh giá này tuy mang tính chủ quan của người đưa ra đánh giá nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ đến người xem đánh giá. Chúng ta không thể phủ nhận rằng các TVC quảng cáo, quảng cáo trên Facebook là vô cùng quan trọng. Nhưng di view mới chính là hình thức mang lại sự tin tưởng cao hơn cho khách hàng. Dựa trên lợi thế này, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị bán hàng đã sử dụng nó để tăng doanh số bán sản phẩm của mình. Trong thời gian gần đây, livestream di view là hình thức được nhiều người ưa chuộng đây có thể hiểu là sử dụng công cụ livestream trực tuyến để trình bày cảm nhận đánh giá quan điểm của cá nhân có thể là nhân vật trải nghiệm côn về sản phẩm các nhân vật trải nghiệm sẽ thường phải chia sẻ quá trình sử dụng sản phẩm dựa trên kịch bản đầy đủ thông tin về sản phẩm những lợi ích mà sản phẩm mang lại khi sử dụng những thông tin này nếu chỉ được thể hiện trên giấy thì độ chân thực của nó là không nhiều thay vào đó nếu nhân vật review trực tiếp chia sẻ câu chuyện trên sóng livestream hoặc có thể dùng thử sản phẩm trực tiếp để người xem thấy thì rõ ràng sẽ chân thực hơn rất nhiều. Livestream review sản phẩm có thể xem như một diễn đàn trực tuyến, nơi mà người mua và người bán sản phẩm có thể trao đổi với nhau trực tiếp. Bằng những bình luận ngay tại thời điểm livestream diễn ra, người xem có thể hiểu rõ hơn về thông tin, tác dụng, giá thành của sản phẩm. Còn người bán thì có thể tương tác, cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho khách hàng. Ngoài ra, nó còn giúp cho doanh nghiệp nắm được insight khách hàng của mình. iSurvive Trainer là kênh update thông tin sản phẩm 24-7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé!